Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nhà cửa, đường xá, kè sông được đầu tư xây mới hoặc mở rộng thông thoáng. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của ông Trần Quang Tạc, bí thư chi bộ trưởng khu vực, kiêm tổ trưởng tổ dân vận khu vực Bình Dương, người rất năng nổ nhiệt tình với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và vận động nhân dân cùng làm theo. Luôn bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhờ đó mà bí thư chi bộ trưởng khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, ông Trần Quang Tạc đã tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, được bà con quý mến, tin yêu. Tôi thì hoàn cảnh thì do trưởng tật nguyên, nhờ địa phương chú Tạc giúp đỡ. Nhà thì cất 2000 hồi 2005, bây giờ xuống cấp và chú Tạc mới xin cất lại. Trong lòng mình thì mừng dữ lắm. Đây là một trong năm căn nhà mà ông Trần Quang Tạc đã vận động cất mới và sửa chữa trong năm qua với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Đã từng là một người là có cái hoàn cảnh khó khăn, thành ra là trong thời gian mà thực hiện làm nhiệm vụ của tôi thì tôi rất quan tâm và đến các đối tượng nghèo khó trong khu vực cũng như là các em học sinh khó khăn. Ngoài các cái nhiệm vụ vận động để hỗ trợ cho giúp đỡ cho xã hội thì với vai trò là một bí thư trưởng khu vực thì cũng rất quan tâm đến là cơ sở hạ tầng của địa phương. Ông Trần Quang Tạc còn vận động nhân dân trong khu vực tham gia mua bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu trên giao, vận động nhân dân đóng góp trên 12 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm và 330 triệu đồng để tặng quà cho bà con nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết, tặng quà và học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó học giỏi nhằm tiếp sức đến trường, nâng cấp đường hẻm Đinh Công Chánh, khu vực Bình Chánh dài 40 mét, lắp đặt 25 bộ cột cờ và 180 lá cờ Tổ quốc treo dọc bờ kè Rạch Cam. Hồi trước các con đường này rất là xấu. Mỗi con lần nước nổi lên thì học sinh và nhân dân đi ở đây là rất khó. Khi mà nhà nước đầu tư hỗ trợ vô làm con đường này thì nói chung con đường này rất là sáng xanh sạch đẹp. Bà con ở đây hầu như là rất là hoan nghênh. Đồng chí Trần Quang Tạc là bí thư, là trưởng khu vực, thể hiện tốt cái vai trò trách nhiệm. Đồng chí thì có cái phẩm chất, đạo đức và có cái mối đoàn kết trong nội bộ cũng như bà con trong cái khu vực. Từ đó thì là cái thuận lợi để đồng chí thì có cái là thực hiện tốt cái nhiệm vụ là an sinh xã hội, vận động mạnh thường quân, vận động quần chúng để tham gia, nói chung rất là tốt. Đồng chí là xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo. Với lòng nhiệt tình trách nhiệm là cầu nối vững chắc giữa đảng với nhân dân, ông Trần Quang Tạc được Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc với mô hình dân vận khéo, vận động xã hội hóa chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bằng công tác mặt trận khu vực Bình Dương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tặng bằng khen, có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.